Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Em cũng đang hơi thắc mắc. Thế là có mỗi anh nhớ rồi. Hôm nay là tròn 1 tháng mình quen nhau đấy. Nhanh quá nhỏ. Suốt 1 tháng vừa rồi, điều làm anh phải suy nghĩ nhiều nhất, có phải anh đã quá may mắn khi gặp được người phụ nữ của đời mình không? Không biết có phải tại anh ngộ nhận không? Hay là anh quá vội vàng? Cho đến khi gặp em ở đây tối nay, anh thực sự tin vào những gì mà trái tim anh mách bảo. Ở bên cạnh anh nhé. Định không thiệt hả mày?